Cái gì vậy bà nội? Ngày đầu tiên mà mình về nhà các bạn ơi, thì mình về nhà để mà hâm ba của mình. Đây là con bánh mình ẵm nó về cho ba mình nựng thử nha. Đó giờ thì ba của mình chưa thấy con này ngoài đời lần nào hết á. Ngày mai mình sẽ dẫn về cho ba mình coi. Lily à, đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Bây giờ là trời ơi. Chưa. Oh my god. Đấy giỡn là mày biết giỡn rồi. Đấy giỡn là mày biết rồi. Bây giờ có
Cứu tôi trời ơi. Lý do tại sao mà chúng tôi lại gặp nhau? Nói chung là tâm sự.
Nói chung là cuộc đời này hôm nay thiếu một bạn rồi mọi người ơi. Siêu nhân đỏ nè, nó mất tiêu rồi. Nam siêu nhân là thiếu một người rồi. Thiếu siêu nhân lùn rồi mọi người ơi. Bây giờ bạn đó đi cứu thế giới rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn uống nha. Chuyện nha. Ôi mấy đứa nó cục thịt bay đi. Ơi cùng mày lại thịt cho luôn. Trời ơi, lúc trời mọi người có biết là mình là người phụ nữ dễ thương. Đáng yêu. Hai quân miếng hài nha. Quân miếng hài không ai cười. Bởi vì giết mình muốn đội quần cho cái nhà này luôn. Không sao. Chúng tôi là anh em tô. Mọi người, đây là ổ bánh mì hạt cẩm. Mình mua với giá là 15 ngàn một ổ. Mình mua 6 ổ nha mọi người. Và mình giới thiệu đây là cái gì? Cái bột tăm. Tăm đó mọi người đi. Ăn xong mình xỉa cho mấy ăn thật. Xỉa cái nết lại luôn. Xỉa cái nết lại luôn á. Nhất là mày xỉa cái nết của mày lại đó. Mày hút thì mà. Bà wow. Tôi cùng thịt của em mẹ. Ơi nhìn nè. Wow. Có chả lụa nè rồi thịt nè rồi cái này cái kia nữa ngon. Hồi nãy chứ đâu? Bất bụng ăn thôi. Mua đâu? Miếng chỗ ta bán. Miếng nào? Mua chỗ người ta bán bánh mì á. Thấy tôi lặn lội đường xa đi mua đó. Đi đó đây nha. Đi đường xa. Mình mời mọi người ăn một miếng với mình nha. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Rung rung rung. Hôm nay mình sẽ review bánh mì 15k dân dân tổ như nào nha. Bánh mì Việt Nam. Vậy đâu rồi? Đã chớ rồi. Hôm nay thì mấy đứa mình Giang á sẽ dở không ta? Bảo có dở có chậm chúng ta. Ê! Chúng ta là anh em có. Có nhiều quá, có nhiều quá. Không ai đi. Còn biết không ai tưởng. Mời ăn nghe mọi người ăn cùng. Nói gì vậy? Trời trời đi. Tôi có. Thôi kể trước đi chợ ông ơi, kể trước bữa nay kể trước đi. Dạ em. Nhìn kể trước giờ em. Kể trước không? Thì mình sẽ kể tại sao mà mình nghỉ học sớm nha mọi người. Thì mình nghỉ học thì một phần là nhà có một số chuyện cho nên là đi học không được. Với lại là hồi đó làm biếng á mọi người, không muốn học, học không vô. Với lại đi học với nhỏ này nè. Nhìn mặt nó thấy ghét, mình không muốn học. Mất gì đâu, mất gì học chung với nó, người ta thấy ghét chứ không muốn học. Chúng ta ưa. Ngày nào lên đi học nó cũng bắt mình mua gồng đỏ cho nó uống hết á mọi người. Cho nên mình rất là ghét nó, tốn tiền. Thôi ghét mấy đứa hay uống gồng đỏ mà. Đúng rồi, nhìn gồng đỏ là không ưa rồi. Đúng rồi, cho em ạ. Tốn tiền cha mẹ mua mấy thứ đặc uống không à. Thì bởi vậy cái túi tiền mình nó đau á, nó đâu có chịu được cho nên mình bắt buộc mình phải nghỉ học. Lý do 100% là tại Đinh Thị cầm túi nha mọi người nha. Chân lại quần chân lại. Thì do cái mình nhỏ lớn lên mình đang học lên. Mình đang học cái tự nhiên mình không muốn học nữa là mình nghỉ vậy thôi. À. Ủa gì vậy? Ủa tự nhiên mình đang học cái tự nhiên mình không muốn học cái mình nghỉ vậy thôi à. Mình cảm thấy là mình đi học nữa cũng vậy thôi là mình nghĩ thôi cho đỡ tốn tiền ba mẹ. Không này bắt hiếu nè. Ba mẹ nuôi mình đi ăn học tới cho mình đi học đại học đi ra ra ngoài mình có công việc để mình nuôi ba mẹ này nghỉ học rồi bắt hiếu nha. Rồi tự giả hả? Rồi chắc mày còn đi học đó. Tôi mất hiếu thì chắc mày còn học. Tao nghỉ học thì tao có công việc ổn định đúng không? Sao việc của tao ổn chưa? Nhưng mà mới nghỉ học thì tao có công việc ổn định. Đây, mới nghỉ học đi. Cũng tới giờ đây tao quay rồi. Tôi thì đang học cái tắt ngang luôn. Tại vì kiểu như học, đang học giỏi thì còn hứng học, học giả thôi nghỉ. Học giỏi sao? Trời, học giỏi lắm ta. Biết sao mọi người tại mê mình quá nên mới nghỉ học á. Đang học cái học không được, học mất công tốn tiền cha mẹ cũng là báo hiếu cha mẹ khỏi để tốn tiền thôi người. Không, tôi bắt hiếu. Cái mình thường nghĩ cái vô lạng quá trời luôn. Hiếu. Kiểu như nghề chọn mình á chứ không mình chọn nghề cái chỗ học. Ghê ghê ghê. Rồi gì vậy? Chị Tú hay được con này là bá Hương lắm á. Bá Hương trong ý tới Hương nè. Chứ mà cười lắm. Là lý do tại sao mình đi học là lý do hồi đó mình học mình kiểu như áp lực. Trời ơi. Ủa trời ơi, sao học nó cũng được học sinh giỏi chứ bộ. Không thấy chuyện mà học chưa gành á. Cứu mẹ quá. Hồi đấy mua trái dừa mua trái
trái dừa ghé chị nói cái từ gì nè, dán trái dừa dứa gì. Người ta bán trái dừa đấy, chú ơi gán con trái dừa dứa. Thì cái đó là tại cái lưỡi của nó bựa. Gia đình mình nhỏ mọi người, mình quyết định mình chọn nghỉ học để mình ra lời sớm á. Ra lời sớm mình biết này biết kia hơn, biết vỏ viên ta là như thế nào mọi người. Làm gì đó cực chưa? Không phải là mình, tôi nghỉ học tôi đi làm cho Tú liền, tôi đi làm kia nữa. Mình chỉ còn một tờ hành trình á, một tờ hành trình hành kiểm, anh không phải anh kiểm, một tờ hành kiểm với lại một tờ hành trình nữa thôi là mình bị đuổi học. Hành trình là cuộc đời đi đâu hả? Chưa bao giờ nghe tờ hành trình. Tờ hành trình đi đâu cuộc đời vậy? Bán tường trên, còn một bán tường trên nữa thôi là mình bị đuổi học rồi. Nên mình quyết định nghỉ luôn để cho nhà trường khỏi đuổi, tại vì cái số mình cũng quê quá, đuổi thì nó quê nên mình quyết định nghỉ học. Về thì ông nội hỏi sao để cho trường đuổi học? Hỏi là ông nội mình ông chính thường á, ông nói là thì sao mà nghỉ học? Sao mà nghỉ học? Ơi, đừng ai kêu ông nội làm chính thường, ông đi hưa đó. Ông nội mình á hỏi sao nghỉ học, nói là tại vì con không muốn đi học nữa, con muốn ở nhà phụ giúp cha mẹ. Mà ông nội mình không biết là mình còn một bản tường trình nữa là mình bị đuổi rồi, mình ăn ngủ ông nội mình cho ông nội mình vui á.